OK. Mọi người có thể dùng một tràng pháo tay thật lớn cho các thí sinh của chúng ta được không ạ? Các bạn thấy phần thi của các thí sinh của chúng ta có xuất sắc không ạ? OK. Và bây giờ hai vị giám khảo của chúng ta sẽ hội ý và chọn ra một người xứng đáng nhất với số điểm của Lisa Sway. Lên lên cho sáng. OK. It's 3, 2, 1. Vâng, và xin cảm ơn một thí sinh còn lại. Các bạn cũng đều rất tuyệt vời. Đức Dũng này còn đồ chơi tung ra nữa. OK. Và chúng ta sẽ dành phần trao giải cho Lomolo và phần cuối chương trình ạ. Cùng với hai